phục vụ
gì đây ạ? Bỏ vô cái gì ạ? Bỏ vô thùng này hả? Đúng rồi. Chịu bơi cá phụ chịu ơi. Con này nó phải điêu điêu cái gì đâu. Bơm nước. Rồi. Vũ ơi, tới cầm cái này giùm coi. Cầm cái ống ông Mười ơi. Cầm cái ống đi, tao bơm oxy cái. Chó ra ngoài đi, bớt đi đó. Rồi cứ cho chạy đi. Không, ống. Chó chàng nó chịu, bỏ ra đi con.